Các bạn đã trở lại với channel mình là Hành Trung Game bên đây. Chào mừng các bạn trở lại với tập tiếp theo của series GTA 5 Go Play ha. Và mình đã quay trở lại cái lò độ của anh em mình nữa các bạn à. Một chỗ gần như là xa lạ nhưng cũng thân quen các bạn. Biết nhiều kỷ niệm ở lò độ thì anh em mình vẫn hoạt động lò độ cho bạn nào chưa biết nha. Anh Dương đang nhiệt tình là độ chiếc BMW 1000GG nè. Long vẫn làm chiếc G1 cá mập nha. Để anh nói chuyện với Dương thôi. Ơi, chiếc này làm gì em? À, chiếc Ê. này em lọc á, đại ca Em đụng nó xe nã luôn. không phải mày, anh mới chỉ ra nó ngã mày. Chiếc này mày làm gì vậy? Mà mày chân trống yếu lắm. Ừ. Chiếc này em đâu biết đoạn gì đâu, em đứng em lâu rồi mà. Ôi dạ. Má bảo cho mày yếu gì Em vậy? đâu biết Thiệt sửa là xe đâu. không biết xe mày lại đây mày làm màu hả mày? Ủa? Rồi hở chính Long đang chiếc này đang làm sơn sửa gì hả Long? À, chiếc này thật ra là cũng không có làm gì hết đây ca, em tháo Thôi ra rồi em ráp lại thôi. bạn nợ chút rảnh lắm bạn, mình trả Tại lương cho vì mấy đại ca nào biết sao không, mấy sao nay cái lò mình nó ế muốn chết, xe đâu mà sửa, giờ có được chiếc này thôi em ráo ra ráp lại vậy cho có việc làm mà. sao mấy nay là độ mình ế mày Kêu à, đại ca chưa biết tin gì, tin có gì cái hãng xe mới nó ra cái loại xe mô tô GP mới đó đại ca, xong rồi nó cạnh tranh với mình, bây giờ cái lò của mình nó ế gần chết. ấy, có hãng xe dám vô đây mở gara trong cho thành phố của mình hả? Mấy nay anh bị Ờ, chậm tin tức vậy? nó có một cái nguyên một cái hả, nó ra một cái mẫu xe mới gì đó em nghe hot lắm. Mẫu xe mới hả? Moto Dạ đúng, GP luôn hả? dạ đúng, Mẹ, nó ra Moto GP của hãng nào mày? hãng Ducati. Trời 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 trời. Ở đây ca nghe tên là đã thấy chiến rồi đúng không? Ducati luôn hả? Nó Dạ vô đúng đây nó mở rồi, showroom cho thành phố mình luôn. đúng rồi. Rồi xong rồi Má. em còn nghe nói nó mở, nó đang mở ở đâu ở ngoài cái chỗ gì sân bay gì ngoài kia kìa, hôm nay nó triển lãm xe ở ngoài á, Triển lãm ở đâu? Sân ở bay đâu nào? ngoài Sân 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 bay trong bay thành có phố luôn. sao? À, rồi 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 để anh qua coi coi. Anh em lên. Má, sao mấy nay mày không nói anh? Nay em mới thấy anh về lò độ nè, em mới nói với anh À, vậy. đem mặt nạ vô Dương, đem mặt nạ vô anh em mình qua dẹp cái mà cái hãng xe Ducati của tụi nó mới được. Má lão thiệt. Rồi lắc sóng mà nó mở phân khối lớn vậy rồi anh em winner, anh em da dép, anh em center nó gõ cho banh đầu sao? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ con G1 cá mập mình làm lại con Ducati GP gì của nó mới ra không mày? À, Không em không biết nữa. nghĩ chắc cũng hơi đuối đó anh ơi. Má xe gì mạnh như vậy? Đúng rồi, xe đó mạnh lắm, em nghe nói là mới ra mắt luôn mà. Mới ra bắt rồi hả? Dạ Thôi được đúng rồi, rồi, để anh lo cho vụ này, để anh đúng sân bay dạ này không? đúng, sân bay này em nghe thông tin kỹ lắm. Rồi rồi rồi. À, Cái gì vậy Dương? đại Mẹ mày ca, cái đại gì ca xe lớn đường lên luôn vậy. vậy? Ai đánh mày? Quá là nó Độ nguy độ hiểm bộ luôn hơi nguy hiểm. quỷ. Ai làm gì mày đâu, ở đây có đường xuống nè, nè xuống nơi này nè Gì đó, vậy, được không vậy? được quỷ xuống mày. Người ta không Wow. xuống chết Trời ơi, nó mới vô không được, nó phế lắm luôn á. Giờ nè. quỷ vô chạy xe yếu lắm các bạn. Nếu mày đeo cái bánh kẹp trên đầu mày chứng rồng. Ở gì mày? Ngúa gì mày? Ở đâu, ở đâu, ở đâu, Ở ở đâu? Long Long, đâu Long? Ở đâu trứng rồng? ngay cái khúc, ủa đâu rồi, để em coi lại, hình như ngay cái chỗ mà mình hay vợt đua xe đồ ở đây ca. Ở chân đua hả? Dạ, Mà bữa nay nó làm gì mày? Nó tổ em chức nghe nó lái thử xe ra mắt xe. đúng rồi, nó triển lãm xong rồi nó cho lái thử xe ngay trận đua đó, cái vợt á. Ok, được rồi. Tụi này leo. Má đụng tới chén cơm của anh em mình là không có dễ đâu các bạn. Hèn chi lo độ mấy nay ế quá ế. Nó ra mắc xe mới luôn các bạn. Ducati như mà mình đâu có độ được chiếc nào đâu đúng không? Dạ đúng Hãng nó rồi, mới ra mà. Mẹ nó không ngồi qua hãng mới mà nó không qua chào hỏi anh em mình ha. đúng rồi, Được rồi được rồi rồi. Tụi này à, quá tính qua mặt ẩu. anh em mình luôn. Ừ, ẩu. Tụi này anh đánh giá cao cái độ liều của tụi nó đó. Mình cứ lấy giáo. Ôi, Ok, làm gì trống vậy? đó 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 đó
Hiện ra vậy. Đó, xe mới đó, xe mới đó đại ca. Má nhìn chiến vậy. Tiếng hai bô luôn kìa mày. Ai bô trên dưới luôn, nhìn Hoài. chiến. À, gì đây ta? Chạy Z nữa hả? Wow, quay. Cái gì vậy? MotoGP thiệt mày ơi. Đó, em nói MotoGP mà đại ca. Quá, đồ chơi của nó xịn hơn đồ chơi của mình nhiều mày. Hello anh em. Thấy sao, thấy sao? Anh vết trắng này là chủ đây hả? Trời. Đúng rồi, đúng rồi, anh Salo. Anh chủ của hãng Ducati á, tụi em tới đây coi thử xe, vợt xe tính mua thôi mà. Dạ rồi, cho em ngồi lên thử xe cái nha anh. Ôi, chiếc xe này bán giá nhiêu anh trời? Xe này hàng limited nên là giá nó hơi cao đó. Limited gì đâu, em thấy 5 chiếc luôn kìa anh trai, 6 chiếc luôn kìa anh trai. Đây 1, 2, 3, 4, 5, là 6, 7, bản 8, 8 chiếc luôn rồi. 8 chiếc này là bản chỉ có 8 chiếc trên thị trường thôi. 8 chiếc trên thế giới thôi hả? Wow, đỉnh quá nhờ. Con này là xe lấy trong trường đua MotoGP ra hả anh? Anh nhớ anh có bộ đồ mới. À, đẹp quá. Má đẹp quá. Đồ chơi đó toàn đồ chơi xịn không à Long ơi, chết ngoại nghe em mình gọi Long. Đó, bởi vì em nói cái lò của mình nó ế bữa giờ. Anh trời Làm ơi, anh lắc mic rồi sao nó không nghe vậy anh trời? nói được vậy nó to rồi Lô trai ơi, anh trai hệ quay chủ tịch Ducati ấy. Hello, nghe chưa rồi nghe anh trai ơi, thì con ok. này anh bán giá nó nhiều anh trai? Chiếc gì nè? Hàng này là hàng hiếm nên là một con 90 triệu 90 triệu hả? vãi bìu thì rất nhiều hàng rồi chưa. À rồi, nó giờ hãy để vợ đúng anh, mà con này anh nhắm nó chạy lại con G1 cá mập bên kia không? Hai con này ngang nhau ạ. Ngang nhau hả? Đúng rồi. Ngang nhau, con bên kia em bán có 10 triệu, bên anh bán 90 triệu thì ai đâu mua con này của anh ơi, dẹp mẹ con này đi. Uống Con này là xèo. bộ phun nước sơn Vua đúng xanh hàng chạy cũng bằng con kia. Bugatti, Chạy Bugatti đúng xanh là chạy ngang con nổi kia tiếng thì bỏ đi. Mấy anh dục chấp. mấy này hết cho em đi, anh đổ xong anh lấy đi chứ anh bán không ai mua đâu. Đúng không anh Thôi em? anh Còn mua thì bán con này nó phải thôi. mua được 10 Thôi con kia. giờ không có mua Nó nhiều quá. biến đi. Biến đi vậy, tôi khách lại đây tôi tư vấn thôi. Tao Chứ mấy mua anh bị đấy điên đây. hay gì, mấy anh ở đây chim mồi cho ông này dĩ xe bên kia 10 triệu Cái à. gì mà Chiếc tụi này mày 90 nháo vậy triệu. trời. Hai chiếc Má. chạy ngang nhau. Con này nhìn đồ Thiệt chơi vậy thôi chứ đồ chơi phách không à, phanh đồ các hả? kiểu đồ hắn đồ vỏ Hợp Michelin thì lý. thấy vậy chứ đồ tào lao mà Michelin Trung Quốc Biết á. sao nhìn không không biết nghe Ừ, rồi Trung Quốc không nó biết có mua nghe rồi không? Sao trời ơi, mua mò dẹp nó tiệm đi ông già nhìn ơi, bán cái gì nhìn nó vậy thôi chứ. với mẹ ơi. Ui xe dở mèo à anh em ơi. Nhìn cái tem làm gì lấy cái màu dán vô cái gì Thú quắc này, tem bên kia đẹp hơn gấp đôi gấp ba luôn. Làm cái gì vậy mà bô đéo đâu vậy? đâu thử nẹt bô cho anh em coi nè. Chơi Ôi cái hai xe bô quắc nữa là thấy hồi lăn nháo nghĩ rồi. sao Cái xe ngoài gắn mặt hai con cái này bô, luôn. trời một cái bô là đủ rồi, hai cái bô cho tốn xăng thêm hay sao á. Gắn bô cho cháy xe hay gì mà Cái gắn được limited chứ. Liễu tịch cái gì mà 8 chiếc, bên kia với liễu tịch kìa có 1 chiếc duy nhất à. Má nhìn nè, nhìn nhìn cái yên sao à. Yên sao Đó, móc móc cái gì vậy? Móc cái gì đây? Má cái này móc Wow, cái gì vậy? ra vậy? Xe gắn quá chơi hiệu là không hết rồi đó. Đúng Má ơi, không? tôi nghĩ ông phá sản ông dịch Bữa cái này xe kia mới mua ra. Ken xong rồi lại chê. Đó có Ok, mua không? không, cái này Ý là kiến thế khách khách hàng góp ý thôi, nó hiện chứ mấy anh Ducati nhở? này mấy anh phải dẹp cái hãng này đi. Mấy anh đừng Đúng chạy rồi. mấy hãng này nữa. Mấy anh Không khách mua hàng ở đi. đây nè, đừng có mua chiếc xe này giùm tôi cái. Mấy anh chạy qua cái lò độ Đúng bên kia rồi. kìa. Có cái xưởng độ uy tín lắm, lò độ gì không nhớ nữa anh em, lò độ gì Đúng vậy? rồi. Đó là đồ thành công á. À đúng rồi, Làm lò ra độ đó uy tín bán xe vừa rẻ mà vừa uy tín nữa anh em, độ cái lò lên độ gấp chạy. đó. Ai ai là ai tới Gì ai tới? Có người Lò mua độ con thành này 110 triệu tôi chưa bán đấy, tôi cổ. bán được 110 60 triệu, triệu trời là ơi, quá 110 người triệu chứ làm có mình bán. anh gào chứ ai đâu mua chiếc này. Làm bên đa cấp cái gì em nổi Ờ chứ ba đầu quỷ này, xe nhìn bà. xe chả không Cái lợi xe ta mà đòi bán 110 triệu. Chiếc này gõ đi, lấy ra mập ra gõ đâu anh giờ nè, anh nào lấy ra xe thử cái đi. Thử cái không? đầu quá nè, lên hả? Hả? Đúng không?
ra đây gõ cái nè, anh nào đại gì đúng mà, vô đây. Vô đây bả vô đây cái nè. Xe thì hả, chơi đồ chơi giả, tem thì cái giấy màu. Chấp hai con này một bước. Ôi chấp lắm. Rồi này. Bãi rồi. Quốc nè, anh nào đại diện nghe một anh với tôi nè. Cách xong mình nè, đây rồi. À, để tôi chỉnh cái thời tiết lên cái đây để mang về đổi thừa nữa. Đợi 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 chị cho mấy đứa đợi chị cho. Rồi. Ở đây mà tôi chấp một nè, bây giờ nè, tôi nói mấy anh nghe là tôi chạy con G1 này, tôi chấp hết mấy con Ducati của anh luôn, tủi đùa của tôi nè, nói thiệt, mấy anh con Ducati của anh dẹp hết đi. Về dọc hết nha, thua là tự đem đốt hết đi. Ok chưa? Tôi nha. Ừ, thua dục mẹ xong hết đi. Nói gì mày, như mày. Rồi, ai điểm đi. Điểm đi. Một. Điểm hai. Ba. Má chạy đi ăn điểm nữa kìa. Má nó chạy điểm nữa kìa Dương. Má té gạt rồi. Ây dạ dạ. À, đếm tới số 3, chạy cái cây số rồi đếm tới số 3. Ây da, nó té rồi, lại yếu cực. Giận nha. Ây da, chết mẹ rồi. Thầy tên ảnh rồi. Quỷ nó giác đồ đó, tung anh. Mẹ thua rồi. Thầy ghê nhờ. Mẹ nó tung anh nhanh ra ngoài luôn à. Không ai Canada Campuchia thiệt chứ. Thôi chạy xe rồi. Trời ơi. Thôi chạy xe kìa. Ông mình má chứ đua đi có vẻ. Ừ, tôi về trước nha. Về trước. Về trước anh. Không phải gì hết. Anh về trước mà xe anh đâu? Chạy. Đâu này nè. Về trước mà không có xe, về trước xạo. Mấy này chạy ghê lắm mày ơi. Chiếc xe ông về trước vòng 2 con gì đua gà vậy. Vậy về trước chạy nãy giờ vòng 2 luôn nè. Chạy tới vòng 2 tới vòng 2 luôn mày gào. Ông anh thấy sao? Ông anh thấy sao? Ông anh thấy chưa? Thấy gì? Tôi về trước mà mấy ông anh nói gì vậy trời. Vậy làm lại nè, làm lại không? Về trước ông anh làm lại nè, làm lại con làm lại nè. Thôi em làm lại đâu, làm biến lắm, hắn rồi không làm lại đâu. Mấy anh nhà tôi chỉ nè, chạy nè đúng không? Mấy anh cấp đầu, mấy anh lao thẳng xuống sông giùm tôi cái đi, dục hết mấy chiếc này đi. Ok, mày láo nháo hả mày? Ê, không bạo nha, chơi không thua, không cọc nha, đừng nghĩ thua, muốn làm thì làm nha. Mày hút xuống nhiều không? Hút xuống nhiều không? Ê, má nó quýnh anh ngày Dương đâu Dương? Em nằm lên đường đua rồi ta. Mày đi máy, lên xe cứu mày vậy? Mày dùng không? Mày dùng anh đi mấy ra ai anh băm ba anh dưới kẻ không đi chèn đi chèn mấy đồng thích giờ bớt mấy người thôi giờ mua xe nè, thôi nói chuyện mua xe nè, dừng lại đi ai đi mua thích giờ bớt nha, hay vậy quá tao mua xe hay quá. Xe mua không xe 100 triệu đúng không, giờ bán hết 8 chiếc thì mua, bán 8 chiếc một lần thì mua. 8 chiếc là 1 tỷ. 1 tỷ hả? 8 chiếc mà 1 tỷ 1 chiếc. 1 chiếc 90 triệu. 8 chiếc 1 tỷ hả? Thằng học toán học hả? Kẻ quy định máy tính lần này nè. Ông bán gì rồi ba má ông giàu sao không? Kẻ quy định máy tính thằng học toán học. Má tính giá lại nói sao mà nguyên cái mỏ xưng biết đó. Lấy điện 700 triệu. Tao nói mày mua đi khác mày. Cái này được gọi là tính ra cổ học. Tính ra kêu giá khách rồi còn đuổi khách nữa, bán buôn cái gì vậy? Ông bán cái này mà chơi kỳ ông chủ. Giờ tôi bớt cho ông là 1 chiếc 800 triệu, được chưa? Rồi 8 chiếc nhiêu tiền? 800 triệu. Gì 800 triệu tới nữa hả? Má biết học tốn không vậy? Anh bán một con 100 triệu cho em. 8. Mày con nhỏ tóc vàng im. Giờ nói nè, đừng có lu bu nữa nè. Bán bước ra ngoài nói chuyện với đại ca. Bán xe mà gì làm như bán gao bán cá mà trời ơi, chạy giá mà. Tới về chạy giá lui nữa. 8 chiếc 700. Tao giờ sao rồi ra? Chiếc 800 triệu đúng không? Ông nói 8 chiếc 800 triệu không? Rồi bây giờ chốt đơn nè. 8 chiếc 8 triệu.
Đúng rồi. Đỡ như ông nội. Bây giờ bây giờ ông anh tin là 8 triệu đó là để về thay răng cho ông anh không? Đừng đứng đứng gần xe đó anh em ơi. Trả giá không? Trả giá. Trả giá gì? Trả giá. Dương đi anh. Quỳ trước trả giá. Ông về về. Trả giá không? Từ từ bây giờ nè, trả giá đàng hoàng rồi nè. 8 chiếc. 700 triệu. Không. Không gì mày tính ra mày nháo á. Chiếc 80 triệu mà 8 chiếc là bán mày vẫn trả lời cho mày đó. Quỷ lại cái quỷ đâu quỷ đâu vàng mà thôn với mày trả cho 700 triệu rồi đó. Ừ, trả 700 triệu còn đòi hỏi gì nữa, quỷ đâu vàng mà mày lũ của mày. Một cái 100 triệu, 100 triệu không? Cái gì mua 8 chiếc thì bao nhiêu? 8 chiếc, 8 chiếc 700 triệu đúng không? Đúng. Ok, để em tôi hủy nhờ. Rồi làm giấy đi, làm giấy lại đi, tranh thủ rồi. Không có lại đâu anh ơi, không có lại. Đề máy, đề máy, đề máy, đề máy. Lông đề mái lông. Lâm 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 lâm. Ghe lại. Quanh đầu. Quanh đầu. Quanh đầu. Lướt đi. Lúc 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 lúc. Rồi làm giấy đi, làm giấy đi. Giấy đi, làm giấy đi. Cà đạp, cà đạp, cà đạp. Vô đây nó bật ra đây nha các bạn. Rồi là đi 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 đi. Nào đi, sao đạp đạp rất đẹp. Đi sửa xe á. Mày chỗ này đổ xe hả? Đi đổ, đi đổ. Đọc sửa sửa trong đây đi. Vô sửa cái, vô sửa cái. Nó bị gì? Mày đừng sửa trước anh Long. Mày câu giờ tôi nó đi. Anh sửa, anh sửa. Anh sửa rồi. Hay quá, hay quá, hay quá. Tại mày, cướp gì mày? Ê, quỷ áo, ê, quỷ áo trắng trắng xe tao mày, mày tính ra mày cướp xe tao mày. Quỷ xuống xe mày. À, quên, quên xe của mình á. Mời, mời. Giờ sao thì lấy lại, gượt, gượt, lấy lại, gượt, gượt đá đó, lấy lại xe chắn Long ơi. Dạ, dạ, dạ. Má, nó ra gượt xe của khách của mình chứ. Mẹ quên nữa. Quên bà mà lấy xe mình. Quên nha. Ủi ủi cho thằng mà sao chẳng. Ê đúng rồi, lại nha, dương 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 dương. À, mẹ tâm em nằm không ra. Trời ơi, ông dài luôn. Mẹ em nó lẻ, mẹ quỷ phế gì vậy? Cái xe đó mất tiêu rồi à. Mẹ quỷ phế gì vậy, em nó lẻ đi. Lại, 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 lại. Đi, đi, đi. Mẹ, trời ơi, quỷ phế các bạn. Trời quỷ xe, xe của khách đâu? Xe ra. Tông xe mày đâu dạ, rồi? Mọi nó tông giam xe vậy. Có bài lên nhà không? Có bài lên nóng nhà không? Tao không biết không à. Ôi, Dương ơi, Dương. Con báo này. Tầm cái xe văng đâu luôn à. Kiếm Long ơi. Kiếm vòng vòng trong sân ba này coi. Kiếm kỹ mấy gồng mắt rồi. Đá của khách đó. Mẹ khách mà khách mà chém chết luôn á. Mày không quen cái xe đó. Tớ té rồi. Lưu 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 lưu. Thằng chết đẹp luôn á. Chủ chủ đu gà ti nè này yếu lắm mày ơi. Khỏi lo đi. Em khỏi chạy đâu hết á. Mày thấy được chỗ vô lắm, thấy được xe chưa? Thấy xe mày vòng vòng đây thôi chứ có bay đâu được hả? Thấy xe đó không? Lưu 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 lưu. Nãy nó chạy hướng này nó té đúng không? Bộ em té này nè. Ê có nào đi H2G anh kìa. Đá xe. 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 Xe sao? Đạp đó. Em đâu đạp được đâu. Ủa như mày. Má để tùng mất rồi. Đó chiếc này ôm cua đã lắm nè. Ừ ôm cua đã thì. Ui chiếc cờ một này thử test. Test nha mày. Ui. Mạnh mấy nồi các bạn chở hai luôn nè. Quay. Diễn không? Diễn không? Diễn không? Má, từ đây về sau anh em mình phải phá cái hãng Ducati này nha, không cho nó sinh sôi cho thành phố này được.
nó bán xe tới đâu anh em mình phá tới đó nha anh em. Ui ui vậy dài đại ca ơi. Chết thêm lần nữa. Cúng dương kìa, cúng dương kìa. Cúng. Đem cản nó. Cản nó, đừng rơi xuống nhặt xe. Cái nên chết điện đó. Quên đem xuống điện rồi. Súng ngành không nên đổ súng các bạn à. Ui, nó tính đụng anh kìa. Ây da, Long ơi, tính ra mà đụng anh luôn á Long. Nó đụng, nó không đụng em. Là, Dương. Dương lên xe đi Dương. Đâu. Đã đi. Đi nẻ à. Đi nẻ à. Vợ chết. Em không thấy. Em không thấy được. Đây. Anh Dương, anh đang bảo vệ mình nè Dương. Ba nó lộn xe nữa kìa. Dạ dạ. Ông Dương quá. Á đang bị xương mà mày. Đâu thấy đường đâu. Nữa lên xe cái đạch lại à. Nữa hả? Lên. Ok. Đi tôi chặn đâu nghe. Đi. Bà mẹ. Má cái chân có đau quá không thấy đường luôn à. Thấy giờ bắt xe khách rồi gần sao. Ném à, em đang chưa biết sao luôn rồi. Giờ sao má? Mày cứ gắn mình vậy đó không Lòng? Hả? Xe của khách thường thường không có cái định vị mà. Xe của khách có khách. Khách tự coi định vị được á chứ mà đâu coi được. Anh ốc vòng nha. Ui. Ui vậy. Nó dám bay heo được. Ui hấp nhập. Ui. Chữ đại ca. Mày dám chiến cúc à. Dám chiến cúc rồi. Không tin biết sao hàng dữ gặp chiến cúc các bạn. Nó có cái yên có cái cục nhô lên đó bạn. Dám chiến cúc dương anh không sao á à, mày đuổi theo hoài mày tin không ấy à, mày tin tới công chuyện không nhóc mày dạ tao nói nè mày đuổi theo được tao mày chạm được giờ tao thì tao trả xe cho mày ok chưa dạ, tin đuổi đi à đánh solo như thế này chi đuổi với mình đó mày. À, đẳng cấp lái MotoGP nè. Rồi, em nhớ đây có cái trường đua nè. Đây, phải trẻ nó vô được này. Cái này trồng hơi khó các bạn à. Chiếc này, cái chỗ quẹo nó hơi khó. Phải về tới về lui đó bạn, cái góc đánh lái của chiếc này nó hơi hẹp. Này để anh dắt nó xuống đây nè, để thể hiện trình độ cho nó coi. Mày không phải là đối thủ của tao đâu còn nhóc con. Cọc kẻ, vô đây mày, mày không phải đối thủ của tao đâu. Đó, à, rồi. Mình luồn lách cho bạn coi nè. Uốn. Mày sao? Mày ra tự đi. Tao chạy lộn rồi. Té đâu té mày. Mày trả xe đâu tao. Trường đua có cái trường đua mini đây đúng không mày? Anh đánh này hướng nó được rồi anh em ơi. Vậy em thấy đâu vậy? Anh Dương đang đâu? Dương đâu? Em nằm lại rồi. Sao mày nằm nữa rồi mày? Tất cả là tại cái dốc bay đó. Em bay cao quá. Cái dốc con rồng á. Cái dốc mà xanh luôn. Em bay em lộn mấy vòng luôn. À, thiệt tình chứ. Rồi Dương về vậy chưa? Em về mình vậy rồi. Má anh. Thằng này nó đi đeo da anh quá. Được rồi để anh ra chiến thắng nó bằng tốc độ. Anh dẫn nó về đồ mình đi, mình dứt luôn rồi. Để solo cái này. Này anh phải cho nó một bài học về tốc độ mới được. Mình lên đây mày. Má còn đúng thằng ý anh à. Dài lắm. Mẹ cho mày biết. Đi tour online nè. Ôn. Nhảy lên mày quỷ. Nhảy lên. Bây giờ cho mày thử cái cảm giác về tốc độ của thằng chết nè các bạn. 300 km/h.
tốc độ này mà gớt này thôi rồi luôn. Ui thằng này mà này cũng cứng đấy. Éo mày. Còn mày dí heo nổi không? Mình sẽ đi full đường luôn các bạn. Tốc độ thằng chết 350 luôn các bạn, 350 luôn rồi. Má xe nó mạnh thiệt anh em ơi. Xe zin mà kéo 350 luôn á. Xe bị hư còn 700 độ bền à. Trời ơi, máy xe này ôm cua đã lắm anh em ơi. Cả gối luôn kìa. Đúng đã luôn. Máy xe này xịn thiệt các bạn. Quỷ nó dai dữ trời. Nó heo anh đến tận cùng thế giới luôn kìa. Anh đang kéo tốc độ bàn thờ anh chạy luôn, anh nhận dí heo rồi. Quỷ yêu này chứ. Anh ra đâu đây cả? Đang chạy cổng biên giới của khu quân đội nè. Về đem từ anh chạy ra nè. Mày bớt dí với mày. Nè. Được rồi, anh sẽ đi bánh đầu. Nè, thì kêu biết chuyện nè, đi một bánh. Nè, dẫn heo gắt lắm các bạn ơi. Cái dốc này mình sẽ khiến cho nó lọt lề đó các bạn. Con dốc tử thần trong GTA 5 nè các bạn, những tai nạn yếu nào qua cái dốc này sẽ xuống biển hết nè. Xuống biển mày. Má nó không xuống biển luôn các bạn ơi. Thằng này nó chạy khiếp quá. Nghe được rồi. Solo Ducati mình không, mình quyết tâm không chạy thua thằng nhóc con này các bạn à. Từng hai lần vô địch giải đua cho thành phố các bạn, xong mình thua nhóc con thì được. Để mình dắt nó các bạn. Mẹ nó sắp reo tôi gắt như trời. Lên bánh luôn nè các bạn. Ủa con nào đi xe thê lên cái gì? Cái gì anh kìa. Để em chạm tiếp. Anh đang chạy về hướng cổng biên giới mà hướng ấy rồi. Hay là đại ca chạy về đồn đi rồi em bảo kê cho. Để được hồng rồi má. Nhưng mà anh đang không chịu thua thằng này mày ơi. Trả xe cho tao. Mà phí quá đại ca gì không. Nó nói thằng kia nó đuổi theo nó đánh anh. Không phải đuổi theo đánh mà anh không chịu thua là thằng này nó nài cứng hơn anh được mày hiểu không. À, anh sẽ cho nó phải gớt ngày. À, cô chấp thì cái kết cục không tốt rồi ra. Không cố chấp đâu mày. Mày cứ tin anh. À. Ui, vậy xe kiếp vậy. À, chạy đường hẳn là thằng này nó đeo dữ quá các bạn. Mình sẽ chạy đường cua với nó. Giờ ba vòng thương thương nè. Nè nó chóng mặt nè các bạn. Nè nó nghỉ ngang nè. Má nó không chóng mặt luôn các bạn ơi. Nó vẫn heo được kìa. Được rồi các bạn. Mình sẽ chơi từ chiêu sạp trái cây với nó các bạn. Mình sẽ bị bình dụ ở từ chiêu sạp trái cây nè. Từ chiêu bí chiền. Với tốc độ này nó dí theo sát như vậy thì không biết quá khó mà thực hiện cái chiêu sạch trái cây quá. Nó đeo dai thiệt luôn các bạn. Cái nhỏ này nó thắng cái bên luôn rồi. Sao mà khi chỉ thì chưa sạch trái cây được. Mày nó lái trứng quá mày ơi. Lẹ. Mày nó lái kìa.
Mày, yeah. Mày chết thì con mày kẹt đây mày không có chạy được không? Kẹt bà nói mày. Hay ấy nhờ. Má vậy thì dốc ở gầm tiễn mày về nè, nghỉ cuối cùng thằng quỷ. Lên. Mẹ nó không heo dốc ở gầm mày, các bạn này khôn quá. Ây da, làm chiếc cúc. Trời ơi. Mày may mắn quá bạn, vẫn còn sống được. Mẹ nó. Tụi em ơi, anh gặp phải ác quỷ rồi anh em ơi. Nó chạy điên khùng dạ. Quá hả? À. Dài lắm rồi. Ừ, anh dùng hết đủ tiền chiêu. Rồi là dốc con gồng anh chơi thêm tiền chiêu sạch trái cây nữa. Nhưng mà không đánh đặc hướng của tụi nó được. Được rồi, anh sẽ chơi tiền chiêu cuối là tiền chiêu chậm xăng bí truyền nè. Má nó nhẫn theo anh kìa các bạn. Quỷ này xứng đáng vô team đàn em mình phải không? Rồi, thì chưa chui vô tập quá trốn các bạn. Không nghĩ tới cao gì vậy. Cao thủ mà, cao thủ ẩn danh hả? Ừ, thì chưa núp tiệm tập quá. Sao mà ngờ được. Đúng các bạn. Anh em núp trong tiệm tập quá này, núp luôn, trong này luôn. Sao mà đỡ được các bạn. Tắt máy luôn các bạn. Má anh nghe tiếng nó đảo ngoài mày ơi. Nó đảo dữ lắm ngoài kìa. Mày căng quá ta. Máy luôn các bạn. Không biết nó có ngoài không nữa. Im rồi đó. Trời ơi, để mình lết ngầm coi. Cái tình yêu núp tiệm tập quá này của anh mà quá là hại luôn. Quỷ này có vẻ như nó. Không ai ngờ tới luôn. Thấy anh có nhiều chiêu bí truyền không? À, anh đậu trong sạch cái cây này nè, đố nó tìm được luôn. Nó sao biết được. Nhưng mà chưa, mình phan ra các bạn, mình nghĩ nó còn đảo trong vòng này các bạn. Quỷ này dai lắm các bạn. Dai nhát luôn. Ủa em cứ hỏi máy đi, anh sẽ quyết tâm anh solo với này. Em phải đối thủ của anh đâu. Nó đâu, cái chiêu tiệm tập quá này đó giờ mình đâu có show ra cho bạn coi đâu. Có vẻ ổn các bạn, có vẻ ổn rồi. Mẹ ai da, quỷ này mày đâu xuất hiện vậy? Rồi đó, chơi lại chiêu tiêu tập quá nữa chứ có một lần nữa. Nghe quỷ dài lắm các bạn ạ. À. Ui thành bắt chưa? Mẹ nó chạy gắt dữ lắm luôn á, quỷ này. Đầu tao đau quá mày. Trời. Má có một thằng dí mình mà mình cảm giác mà mình bất lực của bạn. Mười mấy thằng dí không sợ mà bị này dí sợ với ta. Nó dài lắm, mày này cứng nữa. Mày chạy giống như chưa sợ mày. Mày chạy đâu? Ê da, té rồi. Mày bớt giỡn đi mày. Mày cũng đấm tao chưa đã chứ. Ê da. Mày trả theo tao. Chó. Chả con khỉ. Nó tắt máy rồi. Mới gặp cái xe hết xăng nữa. Mày đợi đi.
Thằng Nguyễn tính ra mù bạn. Mới tính ra cái bên thì đúng, ảnh không thấy nha bạn. Mà ngược thì anh thấy dữ lắm rồi, mà nó mình quẹo vô đổ xăng mà nó không thấy, nó chạy luôn. Thằng này tính ra nó bị cận thị các bạn ạ. Ủa nó bị cận thị đúng rồi, nhìn gần nó không thấy bạn, nhìn xa nó không thấy thôi. Mệt quá các bạn. Không mời đánh đó. Nó đảo qua đảo rồi. Không được. Tôi phải nấp. Còn một địa điểm nữa các bạn. Điểm súng của ông Tám. Ông Tám đầu ngõ. Nấp con này hợp lý nè. Người quen của đại ca ở đây kìa. Ông Tám người quen. Ông Tám bán điểm súng trong đây nè. Ông chiếc cửa đó nè. Nên về vô rồi. Mãi ông Tám ơi, ông Tám. Về tuốt trong luôn nè. Thằng này nó không từ bỏ anh tụi em ơi. Nó dài dữ. Có một thằng mà nó dí mà nó nhiệt tình như vậy, má gặp 10 thằng như này chắc mà thôi dẹp bỏ nghề cướp xe luôn các bạn ơi. Thiệt luôn á. Quỷ này dí nhiệt tình. Em chi tiền cái thằng áo trắng nãy nó trả cho thằng này nhiêu tiền. Ừ. Quá trời nhiệt tình, làm nhiệt tình quá. Quỷ thì sao mình dữ lắm. Giờ nói dí anh tới đó anh hết dám ra đường anh chạy xe luôn nè. Sợ luôn á. Có giờ mình nại xe mình cũng sợ nè các bạn, nay gặp đối thủ các bạn ơi. Bị dí dữ gần dí luôn. Anh đậu đây lên ra coi tình hình các bạn. Má mở cửa ra gặp ảnh ngoài nữa chắc mà quảng hồn á. Ngó vòng nữa rồi. Chắc im rồi các bạn ơi. Ảnh đi rồi. Rồi. Thì mày lấy xe các bạn ơi. Im. Let's go. Rồi, lên xe về đó. Về đồn hay sao đây ca? Hay là về đồn? Về đâu? Đại ca về đâu? Sao này giấu đâu vậy? Thằng này giấu ở lò đi đại ca. Được rồi. Để đem về lò. Mày đang ở lò gì Long? Em đang bệnh viện chạy lên. Để về lò đi. Về lò đi, để anh em nghiên cứu cái bạn này để mình đổ xe luôn. Dạ đúng. Xe xịn lắm em ơi. Đồ chế đồ toàn đồ hiệu không mà. Em thấy nãy là xịn lắm rồi đại ca. Xịn lắm. Nhìn các bạn, nhìn cái đồ chơi đó bạn hiểu rồi, đủ uy tín rồi đó. Nè, ốc lấy gió mà cho làm mát phanh rồi tùm lum hết trơn. Lớp vỏ Michelin mà đồ xịn nữa, hai bô luôn nè. Má ơi, cái tem của nó cũng nét nữa bạn. Vậy mà nãy em nói với màu dán vô. Thì mình phải làm gì để hạ bệ nó xuống chứ mà chẳng lẽ vô ghiền xe nó. Dạ đúng rồi. Má mà cảm giác chạy con này mà tê tê hơn con G1 đó bạn. G1 chạy xuống lắm rồi, con này còn 360-370 nè. Xe zin chưa độ luôn. Đỉnh thiệt. Con này á, đại ca bấm ôm cô một phát, cái người nó nghiêng qua nó cạ gói xuống liền á. Ừ, con G1 đâu có cạ đâu đúng không? Con này cạ nhìn cảm giác như con Exciter vậy ha. Dạ đúng rồi, ý gì Exciter vậy á. Má, phuộc nhúng, phuộc trước, phuộc sau rồi im lắm. Ây da. À, chạy rồi đúng sập mà lờ luôn á. Lâu rồi chưa nài xe máy, nài hơi yếu các bạn. Về tới lò nè. Mọc lắm. Chưa sợ rồi nè. Bạn không phải nhân viên của lò độ hình chung nữa, ác gì chứ. Thôi các bạn nhìn cái phục của nó nè bạn, mình review 30 giây nha. Cái phục có nhúng nè bạn, thấy cái phục trước nhúng không? Ủa phục giống như thiệt luôn các bạn ơi. Xịn lắm. Các bạn nè. Có giống cái ọt xuống nè. Mướt lắm. Phục sau nè. Cái cây phục sau, cái cây ở trong hốc xe các bạn thấy không. Ủa con này đã thiệt. Để anh review chi tiết cho các bạn xem luôn nè. À đâu để đồ chơi từng món nha. Ở phía trước là con này là con gì ta, Ducati hay Bandivelli B4 hay các bạn ơi. Nhưng mà nó độ thành bản GP rồi nên mình không biết này là mã gì luôn các bạn ạ. Cái body là của MotoGP nha mọi người. Hãng Lenovo tài trợ nè.
Fesico Rossa nè, Avanci hãng lớp hả, hãng gì đó không biết nữa bạn. Audi Sport nữa bạn, có hãng Audi tài trợ nè. NetApp. Đó, cái bô là Akabovic nha mọi người. Cái bô này bô real nữa bạn. Hai bô Akabovic luôn, quá xịn. Nè bạn, cái này là cái làm mát, cái này lấy gió để làm mát thắng các bạn à. Để chạy gió nó sẽ lùi vô đây rồi nó thổi hẳn vô cái thắng nha các bạn, cho cái thắng có thêm gió vô các bạn à. Mấy cái ốp này thấy gì mắc tiền lắm các bạn. Phí đồng học của không á, xịn lắm á. Ôi, hai cao vít nè. Quá chứ đồ chơi luôn mày ơi. Đồ chơi điếm không hết luôn á. Hai cái bô nó độc chiêu rồi chứ. Có thêm cái camera để gắn để quay lại hành trình đó mọi người. Cái yên nữa các bạn. Ghi đông nè, hồi tay hắn thì Rambo hết đúng không bạn, full Rambo nè. Xịn thiệt chứ. Con heo của gì, con heo Rambo luôn mọi người. Ôi, cái đĩa hắn là bằng Titan luôn em ạ. À. Đĩa hắn này là đĩa hắn mà carbon hay gì á. Hay yeah. Carbon hay gì á, hắn này cực gan luôn, nghĩa là nó không bị nóng nè. Ê, hắn ăn lắm mọi người. Hắn cái là dính, hắn cái là dính. Hắn cái là dính đúng không, hắn xịn lên con G1 mình đúng không. Đúng rồi. Đây con G1 cái thắng đã dính rồi nha, nhưng mà con này thắng còn dính hơn. Dính hơn nữa. Má con này đồ chơi nhiều quá, vô quá chơi đồ chơi các bạn ơi. Đồ chơi con này hơn G1 thiệt, xiền. Mình nên thử thắng lại cho bạn coi nè. Để thử tút nó hết nha, thử độ full set của nó cộng với sửa lại xe để anh test thử con này coi nó chạy được như nha. Dạ dạ. Anh em sau này thấy con này ra đường nha, bán được con nào anh em đặt thằng mua hết, làm hả tiêu hủy xe này hết nha anh em. Má con này ra đường anh em mình khỏi làm ăn luôn á, không cho nó đẻ trứng. Ừ, không cho nó đẻ trứng trên phố này được. Thằng nào dạy xe này anh em mày dí tránh á, dí bắt xe đó. Đấy, ác cũng phải ác của bạn ơi, chứ con xe này nó ra thì anh em khó làm ăn á. Thằng Trường đang dắt anh em đi kiếm đóng hả? Đúng rồi, mình lấy là được một địa bàn rồi. Em ơi. À, hàng chị thấy nãy giờ mày bim. Này đấy. Họ đang đi review xe này các bạn. Con này độ chứ độ máy các bạn ơi. Mình full độ rồi, máy nè. Sport. Hộp số rồi, chỉnh chế độ sport nè. Cái này là phục cho nó cứng hơn nữa. Máy nè. Đó. Bô nè, đó, lụm luôn cái bô rồi. Giật. Tới lúc giật xe bạn lâu lắm rồi mình mới có clip review xe như thế này bạn. Ui, cảm thấy nó còn bốc hơn nữa bạn ạ. Các bạn nhìn nè. À, nó bốc hơn nữa Long ơi. Ngon hơn luôn hả đại ca? Ngon hơn luôn á. Đại ca ga cao tốc test thử cái này. Cao tốc mình giật thử cái. Rồi. Rồi, kiếm đoạn luôn hẳn nha. Lên. Trăm. 330, 350. 360, 370, 380, 390. 300. 386. 400. 410. Ui my god, 410 em ơi, mà còn lên nữa tại hết đường á. Đấy, ghê trời. Máy 410 km/h các bạn ạ. Má nó đá con G1 của mình ga ghê em ơi. Đúng rồi. Công nghệ con này đỉnh quá. Để anh chạy thử chạy đè không ship nữa các bạn. 370, 380, này là núp gió đó các bạn. Nãy mình kết hợp thêm cái trò tốc đầu á. 385 lên thêm đường số. Ba trăm chín các bạn ơi, thử 390 phanh lại cho bạn coi nè. Phanh ui mẹ, 300 gần 400 km/h phanh lại chừng 50 m nè, ăn lắm. 100 km/h phanh nè, đứng luôn các bạn ạ. Phanh carbon, đĩa carbon này xịn thiệt các bạn ạ. À. Cái nách. Em ơi. Dạ dạ. Ông ơi, mày nghiên cứu mày sao gỡ cái đĩa carbon này qua ráp qua xe bên mình được không mày?
để tối em coi em gỡ hết chiếc xe nha. Má gỡ đồ chơi gắn quá dạng xe mình mày ơi. Con này xỉn quá. Con này không được rồi, không được rồi. Thằng nào mua con này phải bị trừ khử các bạn ạ. Thằng nào mua con này tới số với mình. Không được rồi. Bị ác quá bạn ơi, 390 không à. Mà hắn ăn nữa chứ. Phanh à. Ui. Phanh cắm đầu luôn á. Nè phanh à. Các bạn thấy không, cái đầu nhắn xuống luôn mà xe đầm lắm. Thôi, anh hãy xe về đồn hay về xưởng cho bạn nghiên cứu nha Long. Dạ, dạ, dạ. Ủa mày đây luôn hả? Đang đang đang. Đó, đã thiệt em ơi. Mới cứng luôn á. Nhìn cái tem cũng đẹp ở đây kìa. Sao nãy chê dữ lắm à. Má nhìn này rồi chê chỗ nào các bạn. Không biết sao chê luôn á. Tại con này mà mấy nay lò độ mình nó ế nữa hả? Chứ còn gì nữa. Không còn ai luôn. Nghe mà ác thiệt chứ. Dạ ok các bạn, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây các bạn. Anh em mình sẽ nghiên cứu để mình mà chơi cái hãng Ducati này mà cho nó mà đu càng luôn các bạn ơi. Chứ nó mà sống nữa cái lò độ mình chắc phá sản quá. Tiền con Bi bữa giờ trả chưa mày? Dạ. Tiền giờ trả đủ rồi đại ca, bữa nào đại ca muốn thanh toán qua em thanh toán. Wow, chém ống đó mày. Tiền bữa giờ lò độ mình là đủ tiền mà để trả nợ con Bi giờ. Dạ cũng đủ đủ rồi đấy ca, gom gom mà chắc đủ rồi á. Mày đừng trả. Dạ, dạ, okay. Ngay đi. Dạ, tiền dạ. Đó. Anh em không có ăn. Hỏi em nói làm ăn không được. Ngươi nói là không làm ăn được, dạo này tiền hiếu nợ nhiều lắm. Ok chưa? Okay, dạ dạ dạ, dạ. Ừ. Được rồi. Rồi mày coi mày nghiên cứu cái đĩa cái đồ chơi con này cầm qua gỡ gắn qua con người một luôn mày má, nghĩ gắn qua chắc không được đâu á. Khác nhiều quá. Đúng rồi. Má sao gỡ ra đây, cái này có thiếu điều à. Thiếu điều mà bán mẹ con G1 mua con này thì được các bạn. Chứ độ sao đây. Gỡ tem gắn G1 vô. Gỡ đúng rồi, gỡ cái tem G1 gắn qua con này bạn, hành con này hành G1 thì được. Chứ con này má nó độ kỳ công quá bạn à, gỡ từng món là khó. Ok các bạn, để anh em mình tìm cách để mình coi cái vụ xưởng độ rồi sao chứ là làm ăn kiểu này chắc chết quá. Không ổn mới các bạn ơi. Dạ ok không mọi người, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thích video này thì nhớ để lại cho mình xin một like, subscribe cho channel của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Các bạn nhớ follow kênh của mình cũng như kênh của team trong team anh em mình để mọi người có động lực phát triển tiếp YouTube nha mọi người. Rồi mày lại ghê mày. Em chào mọi người. Bye bye mọi người. Chào. Chào đó mọi người. Không dám nhận. Ê giờ này nhìn mày mập với mày. Nhìn mặt mày giờ này mập ra trứng rồng. Dạ đúng rồi. Con nhân vật này đánh giá con người của em ở ngoài á. Dạ. Yeah. Nhân vật. Nhập da hiện các bạn nhìn giờ này mình hốc hác lại các bạn. Má suy nghĩ nhiều quá các bạn ơi, sao nhiều cái biến tới quá. Rồi em thấy đại ca mọc râu nữa hả? Đại ca mọc râu nữa kìa. Đại ca mọc râu mà còn màu xanh nữa mày biết kêu là gì không? Cái gì râu xanh? Đại ca mà gầu quá mày ơi. À, gầu quá thường tóc người ta bạc. Hay tóc đại ca mới nhộm hay sao? Anh thì sạch lên rồi ơi. Ác gì đâu rồi, để mà anh tìm cách rồi. Mấy nhức đầu tụi bay chứ kiểu này chứ. Tính không được là mà cái xưởng này chắc bán luôn á mày. Dạ. Đúng rồi. Chứ để xe nó nhiều tiền vô mà kiểu này nó dập anh em mình te tua á, một chiếc xe nó bán 90 triệu. Hai chiếc xe nó là đủ mua nguyên xưởng mình rồi đó mày. Dạ đúng rồi. Tới như này vậy. Quỹ trường. Ủa anh gọi em gì anh Long? Hello. Có gọi nó nữa hả Long? Anh gọi em sắp có con đi công chuyện nha nè. Đi đâu? Chơi gái hả? Quán bar, ừ. Đi. Ủa đâu ra ăn xe này ngon vậy? Ngon không? Mới lượm về á. Cả trăm mới đi chiếc nóng về trên kia về hả mày? Đúng rồi. À, bắn tụi kia lụm giá hết trơn rồi.
Xem xét con này rồi tính sao ha. Nó gặp thêm mới cái sách đi test liền nha. Con chiếc xe đó mày. Con quỷ dương. Có một chiếc mẫu. Quỷ dương đâu rồi ta? Quỷ dương chắc trên kia rồi hả? Dạ. Ừ. Ok ha. Thôi bye bye mọi người nha các bạn. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo nha. Tập này anh em mình cướp luôn xe này mà không vui các bạn à. Má nghe đồn có đối thủ Ducati mạnh quá nhỉ, không biết sao luôn các bạn. Đó. Thôi được rồi, để anh em mình tính nha mọi người. Bye bye các bạn nha, các bạn cứ yên tâm đi, cùng lắm bán xưởng này các bạn, cái gì đâu lo. Quá, đó chứ gầu quá các bạn ơi, không có video luôn các bạn. Các bạn tính tiếp anh em mình nha các bạn. Quá nè. Ducati nó làm ăn bố láo vậy, sao vô sự mấy này mà mày không nói anh. Hả, mấy nay tụi mình cũng bận việc ở trên đồn quá anh. Mấy này lù bù hết nè. Dạ, đủ thứ việc chứ. Đúng kiểu đủ gì trên đời luôn các bạn. Mấy Ducati này làm ăn láo thì chứ anh cay nó quá. Biết đâu Ducati này mà có bạn cũng cùng đen vô không mày. em cũng không biết đâu. Mế rồi, con xe nó xịn vậy rồi mấy con bay vô mình ai độ luôn mày. Màn tháo này ra chuyển qua con bay vô của em luôn. Rồi mày coi mày gỡ cái gì rồi coi mày lóc được bay vô đi. Con mày binh đi mày bùa đi trường. Em có tôi dít vạn năng mà. Tháo hết. Mày tháo ra mày dọn qua được con bay vô rồi anh cho mày lên chức luôn. Cho mày luôn cái lò này. Dạ. Ừ. Được. Mày gỡ hai cái bánh mày đem qua trước đi. Được á. Cái bánh này gắn qua Fargo kiểu gì trời. Mà nói mày làm được mà. Rồi gỡ bình xăng nào mày lắp qua cái yên của Fargo á. Nói được nhưng mà làm được không biết nè. Anh thấy là được rồi đó. Anh thấy là khả thi đó. Ổn. Lắp cái bình xăng này qua chắc thành chiếc bán tải luôn á. Wow rồi chứ. Ok bạn ơi, bye bye người nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha các bạn. Bye bye anh em. Con này dáng đẹp dữ trời. Má mày bớt khen nó đi mày, anh đang nóng rồi đó. Sắp mày đô, sắp phá sản tới nơi rồi đó mày còn vui. Nó mặt buồn thấy rõ luôn vậy. Anh nghiệp chứ trời. Thì tâm đây má, mai em kéo đàn em có lộn kéo mấy sĩ quan bắt mấy chạy dưới này. Ừ đúng, phải bắt thằng này dưới này bắt hết cho anh. Riêng nào chạy dưới này em bắt hết. Ừ. Cây canh luôn. Ờ anh đâu lấy đâu chạy đâu mày. Rồi thôi bye bye các bạn nha các bạn.